Xin chào ông bà cô chú và các bạn. Thì Hạnh đến chợ Ngọc Trúc thuộc huyện Nhân Viên tỉnh Kiên Giang. Thì hôm nay thì Hạnh thay mặt cho cô bé Mã ở Mỹ, cô có gửi về cho Hạnh là 100 đô nhờ Hạnh mua cá Hạnh xanh về thiên nhiên. Thì sức khỏe của cô cũng không được tốt á, thì Hạnh cũng xin cầu chúc cho sức khỏe cô luôn bình phục và mọi chuyện đều tốt lành đến với cô. Và Hạnh mời ông bà cô chú các bạn cùng Hạnh nhờ chợ con cá Hạnh xanh về thiên nhiên. Đây là chợ quê của Hạnh ở Ngọc Trúc nè. Ở dưới sông bà con đậu xe đầy hết trơn luôn. Ở đây là cá dê chăn. Đó luôn rồi đó, chị có nhiều đó, chị bán lẻ là hồi nãy giờ 30 không đó. Tại chị đi về căn lúa nè. Trời, về căn lúa rồi. Đây là cá dê trắng nè. Này là 25.000 ký hả? 25 thôi. Dạ rồi, căng hết luôn đi dạ. Có một con nhảy ra ngoài rồi. Mấy cá này nó mạnh lắm. Mạnh lắm trời ơi, chị trắng mà để tới 10 ngày nó còn chết. Thả luôn không? Chị để trong sọt luôn. Thôi để trong bọc đi. Dạ còn mua dài dài nữa, gom từ từ. Người được ít con mình gom vậy. Hôm nay thì Hạnh thay mặt cho cô bé Mã thì mua cá thả phóng xanh thời thiên nhiên, thì cô gửi cho Hạnh là 100 đô, Hạnh đổi được là 2.480.000. Chị 500 dạ. Còn lại 400. Chị này gần 4 kg nha. 3 kg là 7 hà. Chị 7 thôi, thôi nó nặng. Là còn 400 nha. Dạ. Này 5.000 là 100 nè, còn lại 400. Nè em. Ở đây cũng có cá dê trắng đó nè. Dạ. Này để đổ đọt bọc hay để sọc đâu qua đổ cục. Bỏ bọc cho em cũng được nữa. Cho em gửi tiền luôn. Rồi, cảm ơn. Qua đây Hạnh mua tí. Rồi, có cua nữa hả? Cá lóc nữa nè. Cá lóc nhỏ nhỏ này nữa. Rồi bên đây mình còn cá gì nữa không chị? Có sao ở ngoài đây còn nhiều quá hả? Ở ngoài đây chị còn cá nhiều quá hả? Cái này là thường thường á, bà con kiếm cá được á thì cân ở đây là rồi anh chị sẽ vận chuyển đi chỗ khác để mình bán á. Còn có xô vỏ đi, để xô vỏ đi, cân ra để vỏ đi. Cá rô đủ sứ với cá sặc, cá này là cũng sợ bao nhiêu vậy anh? 30.000 ký. 30.000 ha. Rồi cân cho em đi. Rồi, 1,5 ký.
11 ký rưỡi. Vậy là mình có bao nhiêu ký đó nha? Cá chơi nhiều không? Trong xô là cá gì? Cá chơi không? À. Vậy là bữa nay nhiều lắm rồi hả? Cá chơi là bao nhiêu nữa? 30.000 ký. 80 ký thì 2 triệu. Trước tiên là mình cân 80 ký đi. 80 ký là 2 triệu tư. Ô không được đâu, em không còn được 2 triệu tư. 70 ký ha, chút đi rồi tính tiếp. Ôi trời ơi, quá giờ. Rồi bên đây cá gì nữa? Trong đây em thấy cá gì nhỏ nhỏ nghĩ nè. Cá chê. Cá chê trắng. Ê chị ơi, nó phóng dữ vậy. Đây là cá lóc nè, đủ loại ha, cá lóc nhỏ bự này cũng có. Rồi cá chê trắng, cá rô. Đây một con nữa. Thành mua hết mấy cá nhỏ này xong rồi tới Thành mua mấy con cá bên đây. Rồi cân trước đi để nhảy quá trời rồi. 4 ký 3 còn 4 ký. Ô dữ ha. Cá lóc nó nặng dữ ta. 4 ký là ký bao nhiêu anh? 4 ký 320-300 thôi. 1 ký là 4 ký 300.000. Quá hay quá, em sợ, em thấy cái nó mạnh quá, cái gai em không dám. Rồi mình qua chứ, cái chè xem. Rồi. Mùa nãy giờ ít cá đồng á thì bà con ta nuôi cá nè. Hồi tháng nước á bây giờ bằng lúa đó ta sụt hút, bây giờ nước nó chảy ra kinh xong rồi đó. Bà con nên bà cao bán cá. Thành mua thêm cá chi. Không gà chắc ta bán cá này nhiều ha. 16 ký. Chắc cái này dư rồi đó nha, chừng dư rồi đó. Này 14 ký nữa hả? Tổng cộng là 67 ký rưỡi cá chê. Rồi cá lóc hồi nãy thì mình 300.000.
Cá chê thì 30 ngàn ha anh? 30 ngàn thì bằng 2.025.000 cộng với 300.000 cá lóc là 2.325.000. 1.000.000, 2.000.000, mấy trăm, 300. Trời ơi, không có chuyện thiếu tiền nữa nha. 300. 20. 25. Còn được 10 ngàn. 10 ngàn em mới mua gì luôn nè. Kiếm con cá gì bỏ gì đủ thôi. Con nhỏ 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 thôi. Rồi tặng cho con cá 10 ngàn. Rồi cho em gửi tiền luôn. Quên nãy hồi chưa có trả tiền xăng nữa đó. Thôi đi. Rồi hôm nay thì Hạnh thay mặt cho cô với Mã thì Hạnh mua cá xong rồi nè. Giờ Hạnh sẽ đi xuống sông cái bé Hạnh thả về thiên nhiên. Giờ Hạnh mời ông bà cô chú trực ban cùng Hạnh đi thả cá. Đây là nguyên một cái xô cá lộn xộn, cá rô, cá chê, cá lóc, cá sặc. Còn bên đây là cá chê. Rồi giờ Hạnh với anh chạy đi xuống sông cái bé thả dài dài nè. Thì Hạnh mời ông bà cô chú các bạn cùng Hạnh đi thả cá về thiên nhiên. Giờ Hạnh sẽ thả dài xuống dưới sông cái bé luôn. Ơi. Rồi về thiên nhiên sống nha. Hôm nay là gặp Khánh Duyên thì Hạnh xin cầu chúc cho sức khỏe của cô có thật nhiều sức khỏe. Con nào ấy nó mạnh dữ thiệt luôn á. Đây. Thiên nhiên sống nha. Ai. Ôi nặng dữ. Về thiên nhiên sống nha. Cầu chúc cho sức khỏe của cô thật bình an. Cái xà hồng này nhiều quá. Cái 100 ký cá. Nhiều vẻ dừa nước nè, nhiều khi cá nó vô chung trọng nó ở trong nữa. Này bên
mừng luôn mấy con cá nè. Đó, tung tăng hết rồi. Ơi, tự phóng luôn. Này còn có mấy con thì Hạnh sẽ đổ luôn. Rồi, xong một cái xô bự. Dạ. Đây là con cá này tự nhảy ra nè. Cá chê trắng đây nè, đây là cá chê trắng nè. Lục bình quá, lấy qua khúc lục bình. Rồi về thiên nhiên sống nha. Chưa mở bọc là tung dữ rồi nè. Đây là cái sọc cá chê trắng. Rồi về thiên nhiên sống nha. Trời ơi kìa kìa kìa. Trời nặng dữ vậy. Cái xô này nặng quá. Đẩy xô. Nè, cá gô, cá chơi đầy đủ hết trơn. Cá sặc nữa. Rồi về thiên nhiên sống nha. Đó. Rớt ra ngoài. Nhiều rớt cái xô này xúc hoài chưa hết.